Dấu hiệu biến chứng tiểu đường gây suy thận và cách điều trị hiệu quả. Chào bạn, các dấu hiệu như nước tiểu có bọt, ngứa trên da, buồn nôn và một số bệnh lý khác là dấu hiệu đặc trưng cho thấy biến chứng tiểu đường gây suy thận. Bài viết sau đây chỉ cho bạn cách điều trị kịp thời, tránh bệnh nặng hơn. Các dấu hiệu biến chứng tiểu đường gây suy thận đặc trưng. Ảnh hưởng ở da. Phù toàn thân, phù từ mí mắt xuống bàn chân, da trắng, nhạt và mất tính đàn hồi. Khi ấn tay vào da, hiện rõ vết lõm và lâu căng lại. Da thường xuyên ngứa ngáy khó chịu, uống và bôi thuốc da liễu, không có dấu hiệu cải thiện. Nước tiểu khác thường. Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt. Nếu lượng nước uống vào cơ thể ít, sẽ có màu vàng đậm. Nước tiểu đôi khi hơi đục vào buổi sáng. Ở bệnh nhân, nước tiểu vẫn đục một cách bất thường, sủi bọt hồng, có bong bóng, có mùi hôi đặc biệt khác thường, không giống mùi amoniac ở nước tiểu người bình thường. Dấu hiệu khác: ăn không ngon miệng, buồn nôn, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, mất tập trung, môi nhợt nhạt do thiếu máu. Giải pháp điều trị là ổn định đường huyết. Đường huyết dao động thất thường ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan nội tạng trong cơ thể, đặc biệt là ở thận. Sử dụng thuốc tây giúp bệnh nhân có thể ổn định đường huyết trong thời gian dài. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn có nguy cơ đối mặt với bệnh suy thận khi sử dụng thuốc tây vào giai đoạn nguy cấp và không còn phương pháp điều trị nào khác. Chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận là giải pháp cần thiết. Giải pháp toàn diện giúp điều trị biến chứng tiểu đường gây suy thận. Ngoài việc ổn định đường huyết, người bệnh cần hạn chế tối đa tác dụng phụ do thuốc tây gây ra. Bên cạnh đó, khôi phục chức năng tuyến tỵ, giúp cho thận hoạt động bình thường và khỏe mạnh. Khổ qua rừng có chất giúp tăng oxy hóa glucose, góp phần vào việc ngăn chặn các tế bào hấp thu glucose, đồng thời ức chế hoạt tính các men tổng hợp glucose. Trong khi đó, glucose chính là nguyên nhân trực tiếp của chứng tiểu đường. Trong khổ qua rừng, chứa chất có tác dụng sinh học tương đương với insulin. Khi nạp khổ qua vào, cơ thể sẽ tăng tiết insulin nhiều hơn. Cơ chế này rất tốt cho những người đang bị tiểu đường tiếp 2. Chay thìa canh được cho là có nhiều tác dụng khác nhau. Nó giúp hãm vị ngọt và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách ngăn sự hấp thu đường ở ruột và kích thích tuyến tỵ tiết ra. Khi ngậm dây trong miệng, bạn không còn cảm thấy vị ngọt. Được sử dụng như một chất phụ trợ, chay thìa canh được dùng để giúp người bị tiểu đường kiểm soát lượng đường huyết. Như vậy, nhờ có khổ qua rừng, chay thìa canh và nhiều thảo dược quý hiếm khác, sản phẩm Cati Plus giúp hỗ trợ điều trị tiểu đường, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường gây suy thận trong vòng 2 đến 4 tháng. Người bệnh có thể kết hợp thuốc tây và Cati Plus trong giai đoạn đầu, sau đó giảm dần liều lượng thuốc tây và theo thời gian. Sử dụng sản phẩm đông y để ổn định đường huyết, không lo biến chứng cũng như tác dụng phụ. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc dấu hiệu biến chứng tiểu đường gây suy thận và cách điều trị. Nếu bạn và người thân vẫn đang còn thắc mắc hoặc đang tìm giải pháp điều trị tiểu đường hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới hoặc để lại câu hỏi. Netfalco sẽ giải đáp thắc mắc miễn phí cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Để nhận được nhiều video khác hữu ích hơn, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới góc phải màn hình bạn nhé.